Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, thiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử thế tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã văn tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thịnh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thay chúng một kỳ dân, kính trị ân thượng tọa minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học Abhidhamma hôm nay bài 36, sự diễn biến sắc pháp. Chúng con cùng thỉnh thượng đại đẳng từ bi giảng nhập bài học. Nam mô Bụt Thầy Giả, kính thưa đại chư tôn thượng sư, ở đây chư tôn đức thân chào tất cả quý phật tử. Thưa quý vị, cho dù chúng ta nói thế nào đi nữa thì dạ kính bạch thượng tọa chánh đẳng, chúng con hết nghe rồi ạ. Dạ quý vị có nghe được không? Dạ xin lỗi quý vị. Dạ chúng nghe lại rồi, dạ, nghe lại rồi. Dạ. Thưa gì cho dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng nên lưu ý một điểm là sự tồn tại của thế giới vật chất và tâm thức theo Đức Phật học nó là một sự kết nối của những sát na nối tiếp nhau. Nhưng mà trên thực tế thì trên phương diện tâm pháp, tâm thức thì nó rất là dễ, tại vì mỗi chúng sanh chỉ có một dòng tâm thức. Trong lúc đó thì về sắc pháp hay là về vật thể, vật chất thì nó lại đa dạng, nó có nhiều. Thế vì khi mà giảng giải về cái diễn trình của sắc pháp đó, thì chúng ta sẽ tìm thấy một cái cách trình bày hoàn toàn khác với cái diễn trình tâm thức. Dạ, khi nói về diễn biến sắc pháp. Bởi vì thứ vì điều này dễ hiểu thôi. Vật chất nó không tồn tại riêng lẻ như một cái dòng chảy, mà nó tồn tại với rất nhiều dạng thức khác nhau cùng một lúc. Và ở trong đó thì đặc biệt là sắc tâm, sắc nghiệp, và nhất là sắc tâm, nó có một cái liên đới mật thiết với diễn trình của tâm thức. Thì đó là điều mà chúng ta rất là cần lưu ý, là bởi vì thật ra trên phương diện này đó thì Phật học soi sáng rất là nhiều điểm. Dù sao đi nữa thì trong bài học này chúng ta chỉ có một ngày, và chúng ta phải gói ghém nhiều cái chi tiết liên quan đến diễn trình của sắc pháp. Thì chúng tôi mong rằng quý Phật tử sẽ lưu ý những điểm là quan trọng, và từ chỗ đó để làm cái nền tảng cơ sở sau này chúng ta đi xa hơn, học phần sau. Bây giờ mời quý vị đọc cho bài học, và sau đó chúng ta cùng thỉnh thưa tòa từ siêu giảng giải cho bài học ngày hôm nay. Sa thú lành thay chúng con kính tri ân thượng tọa chánh đẳng đã dẫn nhập bài học. Bây giờ thì con xin được đọc phần chánh văn bài học tháng pháp hôm nay, bài 36, sự diễn biến sắc pháp. Rubaba Vattikamo, sự trình bày diễn tiến của sắc pháp trong tháng pháp có ba điểm cần lưu ý. Thứ nhất, nói về diễn biến của vật chất
liên quan tới chúng sanh hơn là phạm trù vật lý rộng lớn như khoa học ngày nay. Thứ hai, khi nói về diễn trình sắc pháp của chúng sanh thì phần quan trọng là diễn trình sắc pháp liên quan tới diễn trình tâm pháp. Có thể nói đây là phần cần ghi nhớ nhất. Thứ ba, trong lúc chánh tạng đề cập tương đối cô động thì phần lớn những giải thích rộng y cứ trên lý đề giải của những học giả thắng pháp sau này. Rất nhiều lời giải cục bộ về kiến thức vật lý thời gian đó rất giới hạn cả phía người giảng cũng như người học. Những cõi có sắc pháp diễn biến. Trong 31 cõi, chỉ có 27 cõi là sắc pháp diễn biến, 11 cõi dục, 15 cõi sắc, 15 cõi sắc hữu tưởng và một cõi sắc giới vô tưởng. 11 cõi dục có đủ 28 sắc pháp, 15 cõi sắc hữu tưởng có 23 sắc, không có sắc thần kinh tủy, thần kinh thiệt, thần kinh thân và hai sắc tính. Cõi sắc hữu tưởng là cõi phạm thiên, không hưởng dục nên không có sắc tỷ, thiệt, thân. Các phạm thiên không sanh ái dục nam nữ nên không có sắc nữ tính, nam tính. Chư phạm thiên vẫn có sắc nhãn, sắc nhĩ vì còn mong được thấy cao thượng. Đã sắc na nuttari giác guna, tức là diễn kiến đức toàn giác khi ngài xuất hiện ở đời, được nghe cao thượng. Sắc na nuttari giác guna, tức là nghe pháp khéo thuyết bởi đức toàn giác. Cõi sắc giới vô tưởng chỉ có 17 thứ sắc là 8 sắc bất ly, 1 sắc giao giới, 1 sắc mạng quyền, 3 sắc đặc biệt và 4 sắc tướng trạng. Cõi vô tưởng do nguyện lực ngũ thiền nên phạm thiên vô tưởng chỉ có sắc quẩn mà không có 4 danh quẩn, vô tưởng, vô tâm. Và vì không có tâm nên dù có sắc pháp cũng hạn chế. Nói về cõi vô sắc không có sắc pháp diễn biến, vì các phạm thiên vô sắc sanh lên do mãnh lực tu tiến đề mục ly tham sắc rupa ra gấp hà quán ạ. Chia sắc pháp trong các cõi theo 4 sở sanh. 28 sắc pháp trong cõi dục chia theo sở sanh samutthana có đủ 4 loại sắc là sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết và sắc vật thực. Sắc nghiệp 18 thứ kể thêm 4 sắc tướng trạng thì có 22 sắc nghiệp. Sắc tâm có 15 thứ kể thêm 4 sắc tướng trạng thì có 19 thứ. Sắc quý tiết 13 thứ kể thêm 4 sắc tướng trạng thì có 17 thứ. Sắc vật thực 12 thứ kể thêm 4 sắc tướng trạng thì có 16 thứ. Tính gồm tất cả có 74 sắc, tức là 22 cộng 19 cộng 17 cộng 16. Nhưng kể thông thường thì có 28 sắc pháp. 23 sắc pháp trong cõi sắc hữu tưởng chia theo sở sanh có 3 loại sắc là sắc nghiệp, sắc tâm và sắc quý tiết. Sắc nghiệp 13 thứ trừ tỷ, thiệt, thân, hai sắc tính, cộng thêm 4 sắc tướng thì có 17 sắc. Sắc tâm có 15 thứ, cộng thêm 4 sắc tướng thì có 19 sắc. Sắc quý tiết có 13 thứ, cộng thêm 4 sắc tướng thì có 17 sắc. Tính gồm tất cả có 53 sắc, nhưng kể thông thường thì có 23 sắc. 17 sắc pháp trong cõi vô tưởng chia theo sở sanh có 2 loại là sắc nghiệp và sắc quý tiết. Sắc nghiệp 10 thứ, 8 sắc bất ly, sắc giao giới, 1 sắc mạng quyền, cộng thêm 4 sắc tướng thì có 14 sắc. Sắc quý tiết 12 thứ, trừ thinh, cộng thêm 4 sắc tướng thì có 16 sắc. Tính gồm tất cả có 30 sắc, nhưng kể thông thường thì có 17 sắc. Các cõi với sanh loại, yoni. Chúng hữu tình có 3 sanh loại, yoni. A. Phúc sanh, gấp hát xây giác cá. Loại sanh trong bụng mẹ có 2 loại là thai sanh, cha là bú chắc. Loại sanh trong tử cung, nó sanh, anh đá chắc. Loại sanh trong vỏ trứng. Loài phúc sanh phải trải qua chu kỳ chuyển hóa mới trưởng thành sắc pháp. B. Thấp sanh, sanh sanh xề rất chặt. Loài sanh ra nhờ môi trường ẩm thấp, ủ mốc, không cần nương mẹ. Loài thấp sanh có loại trưởng thành nhanh, có loại chuyển hóa mới trưởng thành. C. Quá sanh, ồ bất bà tí cắt. Loài sanh ra tự nhiên xuất hiện và trưởng thành tức thì như chư thiên, phạm thiên,
Atula, ngạ quỷ. Cõi dục giới, sáu cõi trời chỉ có quá sanh. Cõi nhân loại thông thường là thai sanh, nhân loại thời sơ kiếp là quá sanh. Cũng có vài loại nã sanh và thấp sanh, theo chú giải pháp cú. Cõi địa ngục, ngạ quỷ, Atula chỉ là quá sanh. Cõi bàn sanh thì có đủ bốn loại sanh, có đủ bốn sanh loại nản, thai, thấp, quá. Cõi sắc giới và vô sắc giới là quá sanh. Sự diễn biến sắc pháp trong đời sống. Cõi dục giới có đủ bốn loại sắc, do nghiệp sanh, do tâm sanh, do quý tiết sanh và do thức ăn sanh. Sắc nghiệp có từ sắc na cả của tâm tục sinh. Sắc nghiệp có từ sắc na sanh của tâm tục sinh. Tuy nhiên, cần phải biết là đối với loài thai sanh và noãn sanh, lúc tục sinh chỉ khởi lên ba bọn sắc nghiệp là bọn thân thập sắc, bọn tính thập sắc, bọn ý vật thập sắc. Khoảng 7 ngày sau khi tục sinh, bọn mạng quyền cửu sắc tiếp khởi lên. Đến khoảng 77 ngày sau khi sau khi tục sinh thì khởi lên 4 bọn sắc nghiệp. Còn lại là bọn nhãn thập sắc, bọn nhĩ thập sắc, bọn tỷ thập sắc và bọn thiệt thập sắc. Đối với loài thấp sanh và quá sanh cõi dục, lúc tục sinh khởi lên 7 bọn sắc nghiệp là bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thân, bọn tính và bọn ý vật. Vào sát na trụ của tâm tái tục, trễ hơn một chút, khởi lên bộ mạng quyền sau khi tục sinh khởi lên tiếp tục đầy đủ sắc nghiệp, thì trong thời bình nhật, chúng sanh cõi dục giới có đủ 8 bọn sắc nghiệp. Tính có nam tính hoặc có nữ tính thôi, và diễn tiến sinh diệt trong suốt đời sống. Sắc tâm xuất hiện vào sát na hữu phần đầu tiên sau khi tâm tục sinh, khởi lên trong 17 sát na kế tiếp, rồi diễn tiến sinh diệt trong thời bình nhật. Vào sát na ngũ sanh thức, sắc tâm không sanh, sau đó mới sanh và diệt. Sắc quý tiết xuất hiện từ sắc na trụ của tâm tái tục do quả giới của sắc nghiệp. Sắc quý tiết do quả giới của sắc tâm thì khởi lên từ sắc na trụ của tâm hữu phần đầu tiên. Sắc quý tiết do quả giới của sắc tâm thì khởi lên từ sắc na trụ của tâm hữu phần đầu tiên. Sắc quý tiết do sắc bọn vật thực thì khởi lên theo sắc vật thực sanh, mà khởi trễ hơn một sát na tiểu. Suốt đời sống luôn luôn có sắc quý tiết, sắc vật thực sanh, sắc bọn vật thực xuất hiện từ khi nào cơ thể tiếp thu chất dinh dưỡng, tiếp tục diễn biến trong đời sống cõi dục giới cho đến khi mạng chung. Vào thời tử, đối với loài thai sanh và noãn sanh, sắc nghiệp ngưng sanh khởi từ sát na trụ của tâm thứ 17 khi chết. Các sắc nghiệp đã sanh trước sẽ diệt dần và chấm dứt đồng thời với sát na diệt của tâm tử. Đối với loài thấp sanh và quá sanh cõi dục giới thì không có tiến trình diệt này. Sắc tâm, sắc quý tiết và sắc vật thực thì đối với loài nã sanh, thai sanh, thấp sanh vẫn khởi lên vào sát na tử, nên chúng sanh ấy chết rồi. Ba nhóm sắc này vẫn tồn tại một lát, khoảng 17 chập tâm mới dứt hẳn. Riêng về loài quá sanh thì các nhóm sắc này đồng diệt mất với tâm tử, vì loài quá sanh chết không để lại xác. Cõi sắc giới hữu tưởng có 3 loài sắc, do nghiệp sanh, do tâm sanh và do quý tiết sanh. Sắc nghiệp cõi sắc giới hữu tưởng lúc tái tục khởi lên 4 bọn là bọn nhãn thập sắc, bọn nhĩ thập sắc, bọn ý vật thập sắc và bọn mạng quyền cửu sắc. Sắc tâm khởi lên vào sắc na sanh của tâm hữu phần đầu tiên sau tâm tái tục. Sắc quý tiết khởi lên vào sắc na trụ của tâm tái tục. Nếu là sắc quý tiết do sắc nghiệp khởi lên vào sắc na trụ của tâm hữu phần đầu tiên, nếu là sắc quý tiết do sắc tâm. Đến thời tử của các phạm thiên sắc giới hữu tưởng, vì là loài quá sanh chết không để lại thân xác, nên khi tâm tử diệt thì 3 loại sắc cũng đồng thời diệt. Cõi vô tưởng chỉ có 2 loại sắc, do nghiệp sanh và do quý tiết sanh.
sắc nghiệp vô tưởng, vào lúc chỉ khởi lên một bộ mạng quyền của sắc. Sắc quý tiết do sắc nghiệp trợ thì khởi lên vào thời bình nhật, tức là sau sắc nghiệp sanh một sắc na tiểu. Khi chết, hai loại sắc đồng thời diệt với sự kết thúc thọ mạng. Kết luận sự diễn biến luân hồi của sắc pháp. Chê văn mắt tắt sắc tà năng vũ nạc đề quá phát quanh tắt đề bá tí sàn hình úp bà đài tắt thà rù văn bá quách tắt tì. Chúng sanh chết như vậy tiếp tục sanh hưởng mới, bắt đầu từ kiết sanh, diễn biến sắc cũng thế. Đến đây là dứt phần tất yếu sắc pháp. Bài học tiếp theo sẽ là tất yếu niết bàn, tức là niết bàn á. Bài chánh văn đến đây đã tạm kết thúc. Chúng con cùng thỉnh thượng tọa Tề Siêu Từ Bi tiếp giảng bài học hôm nay. Anh Nam Mô Bổn Thầy nhỉ. Kính lễ Đức Phật Giáo Pháp và tăng chúng. Kính chào Thưa Tùng Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay hãy chúng ta học cái bài học cuối của sắc pháp. Là chúng ta nói về cái sự diễn biến của sắc pháp trong đời sống. Thực ra thì chúng ta không cần phải nhớ những cái con số hay những cái chi tiết được trình bày ở trong sách Tất Yếu A Tỳ Đàm. Khi mà chúng ta học có thì chúng ta chỉ nhớ một cách đại khái được rồi. Khi nãy Thượng Tọa Nhất Đẳng có dựng nhập và nói đến vấn đề bài học hôm nay chi tiết dài, không biết là cái thời lượng một buổi học của chúng ta có thể học được đầy đủ hay không. Thì thưa quý vị, ở đây chúng tôi không có trình bày chi tiết, và chúng tôi chỉ nói những cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Trước khi chúng ta nói về sự diễn biến của sắc pháp thì chúng ta nhớ rằng thế gian này đối với cõi sống của chúng sanh gọi là ba giới, và chúng sanh thì có bốn loại. Ba giới tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Và bốn loài ở đây là đoán sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh. Thì ba giới bốn loài chúng ta thường được nghe nói đến thì ở trong thắng pháp cũng có đề cập đến khi trình bày về tâm sanh, cũng như trình bày về sự diễn biến của sắc pháp. Trong ba giới thì chỉ có dục giới, sắc giới, khỏi dục giới, khỏi sắc giới á, thì mới có sắc pháp diễn biến. Còn ở vô sắc giới thì không có, không có sắc pháp diễn biến, chỉ có danh pháp mà thôi. Tuy vậy, trong 27 cõi hữu sắc đó, tức là 11 cõi dục giới và 16 cõi sắc giới, trong 27 cõi hữu sắc đó chỉ có 26 cõi ngũ uẩn có danh là sắc.
Còn một cõi thì hữu sắc nhưng mà vô tưởng, không có danh, không có danh pháp. Đó là cái cõi vô tưởng, asanyat, asanyat sattā. Thì trong 26 cõi ngũ uẩn, 11 cõi dục giới, sắc pháp nói chung, tức là có đủ 28 sắc pháp, chín bọn sắc nghiệp, 8 bọn sắc tâm, 4 bọn sắc quy tiết và 2 bọn sắc thực thực. Còn riêng về 15 cõi sắc giới hữu tưởng, tức là 15 cõi sắc giới ngũ uẩn, thì chỉ có 23 thứ sắc pháp. Trong đó sắc nghiệp chỉ có 4 bọn, sắc tâm rồi thì cũng đủ 8 bọn, sắc quy tiết, nhưng mà không có sắc vật thực, bởi vì các vị phạm thiên không có ăn uống như ở cõi dục giới chúng ta, cho nên không có cái loại sắc vọng vật thực. Còn cõi nhất quẩn, tức là cõi vô tưởng, nó chỉ có một quẩn là sắc quẩn. Mặc dù là cõi hữu sắc, nhưng mà vì không có tâm thức nên nó cũng rất hạn chế về sắc pháp. Nó chỉ có một bộ sắc nghiệp duy nhất, đó là sắc nghiệp mạng quyền. Chỉ có một bộ sắc nghiệp mạng quyền mà thôi. Thì hễ có sắc nghiệp mạng quyền thì đương nhiên là phải có sắc quy tiết do sắc nghiệp mạng quyền tạo nên, cho nên cũng kể như là hai, cũng như kể như hai loại sắc. Thì như vậy nó tóm lại là có 27 cõi hữu sắc, trong đó cõi dục giới thì có đủ 28 thứ sắc pháp và 4 loại sắc do 4 nhân sanh: sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết, sắc vật thực. Cõi sắc giới hữu tưởng thì chỉ có 23 bộ sắc, 4 bộ sắc nghiệp, 8 bộ sắc tâm, 4 bộ sắc quý tiết. Chỉ có 3 loại sắc đó thôi. Còn cõi vô tưởng thì chỉ có 2 loại, tức là sắc nghiệp mạng quyền và sắc quy tiết, có 2 loại. Hãy chúng ta nhớ được như vậy cái phần đầu thì chúng ta sẽ nắm được căn bản. Bây giờ chúng ta lại nói chi tiết thêm một chút, tức là về bốn loại ở đây là noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh. Thì cái loài thai sanh gọi là cha la bú chát, hay cũng gọi là nhất sanh e ca chát, là vì thai nhi ở trong bụng mẹ, từ bụng mẹ sanh ra, khỏi lòng mẹ thì làm một đứa bé rồi. Còn cái loài noãn sanh cũng ở trong bụng mẹ, nhưng mà cái loài noãn sanh nó còn phải sanh thêm một lần nữa, tức là phải nở ra từ trứng. Cho nên đây gọi là đứa chát, tức là dị sanh. Quý vị
Có nhớ khi mà chúng ta học ở trong Kinh Tạng đó, thì chúng ta vẫn có nghe cái từ gọi là nhất sanh nhị sanh, là ám chỉ cho thai sanh với noãn sanh đó. Thai sanh với noãn sanh vì từ ở trong bụng mẹ, cho nên gọi là gấp phay gia cát, hay gọi là phúc sanh. Phúc sanh, phúc tức là bụng, từ phúc sanh đó phân làm hai, tức là thai sanh và noãn sanh. Những chúng sinh mà thuộc về phúc sanh đó, cái loài thai sanh và noãn sanh, thì nó sự diễn biến sắp phát nó hơi phức tạp một chút. Còn cái loại thấp sanh, sanh xê đã chắc, thì không có trưởng thành ở trong bụng mẹ, không có sanh ra từ trong bụng mẹ, mà nó được cái sự ẩm thấp ở bên ngoài, cái chỗ cái môi trường ẩm thấp đó, nuôi dưỡng làm cho cái ấu trùng đó chuyển hóa thành một cái loài sâu, loài bướm vân vân, hay là những cái côn trùng khác cũng là thấp sanh. Thì cái sự diễn biến của nó, sự diễn biến sắc pháp của cái loài thấp sanh tương đối là đơn giản hơn, nó không có phức tạp như loài thai sanh và noãn sanh. Còn cái loài hóa sanh thì đơn giản nhất, Upapatthika, tức là cái loài hữu tình mà tự biến hóa, tự biến hiện, nó hóa hiện, tự hóa hiện ra mà không cần phải nhờ cái môi trường, không nhờ thay bào, không nhờ vỏ trứng để ấp ủ, mà một người sinh làm chư thiên, phận thiên, hay là sanh xuống địa ngục, ngạ quỷ, bằng ngạ quỷ Atula chẳng hạn, thì cái loài hóa sanh đó tự hiện lên, chết ở đây rồi ở chỗ khác là có mặt, các sắc pháp có đầy đủ, tự khỏi đó. Cho nên cái điểm thứ hai mà chúng ta cần phải chú ý là đối với chúng sanh bốn loại hay là ba loại, bốn loại sanh hay là ba loại sanh, khi mà chúng ta nhớ được cái điều này, nó cũng giúp cho chúng ta một phần để hiểu được cái sự diễn biến của sắc pháp. Rồi cái điều thứ ba đó, cái khía cạnh thứ ba mà chúng ta học, chúng ta phải nhớ là cái sự diễn biến của sắc pháp qua cái thời điểm. Trong cuộc sống này có ba cái thời điểm. Thứ nhất thì chúng ta gọi là Okkantikkhane, tức là vào cái thời điểm tục sinh, hay còn gọi là Patisanthikkhane, tức là cái thời tái tục. Lúc đó
cái tâm tục sinh đó, bắt đầu gá sanh thành một kiếp sống mới. Thì như vậy vào cái sát na đó chúng ta gọi là cái thời tục sinh. Có hai danh từ để gọi, một là bất tích, ốc cần tích hình ni, hai là chúng ta xài bất tích sanh sanh thí ca lê cũng được. Cái thời điểm thứ hai trong cuộc đời sống của chúng ta gọi là thời bình nhật, gọi là Pavattikale, Pavattikale. Có đôi khi ở trong sách Thắng Pháp hay là ở trong Chánh Tạng thì dùng một cái từ ngắn gọn hơn là Pavatte, Pavatte là Pavatta, Pavatte đủ rồi, khỏi cần phải Pavattikale. Chúng ta nhớ những cái từ đó. Và cái thời điểm thứ ba trong cuộc sống của chúng ta là cái thời tử. Cái thời tử này gọi là Chuttikale. Nhưng mà khi mà tâm tử khởi lên rồi nó diệt mất, bước vào kiếp sống mới, thì cái này chúng ta không cần phải chú ý làm gì, bởi vì đó là kết thúc kiếp sống cũ. Mà chúng ta học về cái sự diễn biến của sắc pháp là chúng ta nhớ đến cái chỗ trước khi tâm tử khởi lên, gọi là Marana Sanna Kale, tức là cái thời cận tử, tức là lúc sắp làm chung. Trong lúc sắp làm chung, sắp pháp nó diễn sanh hay là diễn diệt như thế nào thì chúng ta phải chú ý ở chỗ đó. Thì thưa quý vị, bây giờ khi mà chúng ta nói đến sự diễn biến của sắp pháp trong ba thời, thời tục sinh, thời bình nhật và thời cận tử, chúng ta nhớ ba thời đó. Thì như chúng tôi đã trình bày là khi vừa tái sanh, thì lúc đó trong các cái cõi hữu sắc á, bây giờ chúng ta bắt đầu cõi vô tưởng. Cõi vô tưởng khi mà có một vị, một chúng sanh nào ở dưới cõi này, họ đắc được ngũ thiền sắc giới và họ chán tâm thức, họ mới chú nguyện đời sau sanh ra không có tâm thức. Thế là họ tái sanh được cõi vô tưởng, và đầu tiên của kiếp sống đó nó khởi lên một niềm mạng quyền, và tiếp theo đó là cái sắc quy tiết do sắc niềm mạng quyền tạo nên. Nó đơn giản như vậy. Còn nói về phạm thiên ở cõi sắc giới hữu tưởng, tức là cõi ngũ uẩn, thì ở đây chúng ta chú ý rằng là do vì hồi lúc mà tu thiền, vì đó đã nhàm chán, đối với cái việc mũi, ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, và họ nhàm chán cái hình thức nam nữ. Do đó khi mà sanh về cõi phạm thiên, cõi phạm thiên sắc giới hữu tưởng, thì vị đó không có những cái loại sắc như là thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, sắc nam tính, sắc nữ tính, không có.
Thành ra ở đó đó, vì do là quá sanh cho nên phạm thiên này lúc mới tái tục xuất hiện gọi là đủ sắc nghiệp, tức là bốn bọn sắc nghiệp: bọn nhãn, thập sắc, bọn nhĩ, thập sắc, bọn ý vật thập sắc và bọn mạng quyền thập sắc, bọn mạng quyền cửu sắc. Sở dĩ mà chúng ta xài cái cụm từ như vậy vì nó là một cái danh từ. Do đó nếu mà chúng ta xài hoàn toàn chữ nôm thì chúng ta sẽ lẫn lộn với cái cách giải thích. Chúng ta cứ nói là bọn nhãn thập sắc, tức là cái bọn sắc pháp gồm có 10 thứ sắc, trong đó thần kinh nhãn làm chính. Bọn nhĩ thập sắc là cái bọn sắc có 10 thứ chính. Bọn ý vật cũng thập sắc, trong đó 8 sắc pháp ly, sắc mạng quyền là phụ, và chính tức là sắc ý vật. Còn bọn mạng quyền và sắc nghiệp mạng quyền thì cái sắc mạng quyền là chính, 8 sắc pháp ly là phụ. Và đó là lý do tại sao nói rằng ở cõi sắc giới khi tái tục chỉ có bốn bọn sắc nghiệp. Hễ sắc nghiệp có rồi thì sẽ có sắc quý tiết, bởi vì ở trong cái bọn sắc nghiệp nào cũng vậy, nó có bốn đại làm bất ly, sắc bất ly. Bốn đại là đất, nước, lửa, gió, thì cái hoa vô, cái tê chô tha tú đó nó sẽ tạo ra cái diệt lượng, tạo ra cái diệt lượng mà chúng ta gọi đó là sắc huy tiết. Còn sắc tâm thì dù là cõi sắc giới phẩm thiên là loại quá sanh, nhưng mà cái niêm luật đó, thì sắc tâm bao giờ nó cũng sẽ xuất hiện sau sắc nghiệp bọn sắc na, tức là vào cái thời điểm cái tâm hồn kiếp thứ nhất. Còn cái sắc quý tiết thì tùy quý tiết do sắc nghiệp sanh hay quý tiết do sắc tâm sanh thì nó trễ hơn chút xíu, chỉ một chút xíu, một sắc hai tiểu thôi. Cái chữ sắc hai tiểu anh lúc khánh cá ở đây chúng ta anh lúc lực cực vi, hay là nó chi tiết hơn, chúng ta nếu mà dịch theo cái tiếng Hán là tiểu khắc. Khắc tức là chỉ thời gian nhanh, và tiểu bởi vì một cái sắc na vậy có ba nút khánh á, tức là sanh trụ diệt, để chúng ta lấy đó làm đơn vị. Ba cái nút khánh á nó trở thành một cái khánh á, tức là một sắc na. Cái này cũng nói thêm để cho các vị nhận ra. Rồi thưa quý vị, chúng ta nói đến cõi dục giới. Cõi dục giới ở trong cái thời tái tục đó thì các cái loài noãn sanh, thai sanh thì nó chỉ có ba bọn sắc nghiệp, tức là bọn thân, bọn sắc thần kinh thân, bọn ý vật
và sắc tính chỉ có nhiều đó thôi. Rồi sau đó, một tuần lễ sau đó bất định thời gian thì mới xuất hiện thêm bốn bộ sắc nghiệp nữa. Một tuần lễ sau thì nó mới xuất hiện cái bộ một bộ sắc nghiệp mạng quyền. Rồi 11 tuần lễ sau, tức là 77 ngày thì nó mới xuất hiện bốn bộ sắc nghiệp nữa, cho nó đủ bình vật là 8 bộ sắc nghiệp. Còn lúc mà tùng sinh thì cái loài phúc sanh đó thì chỉ có bọn thôi, ấy ba bọn và sắc nghiệp. Sắc quý tiết do sắc nghiệp tạo thì sau đó trễ một chút. Còn sắc tâm thì nó xuất hiện vào cái sắc na thứ hai sau tục là tâm hữu phần thứ nhất. Thật ra những cái chi tiết này đó chỉ cần thiết khi nào mà chúng ta nghiên cứu về thắng pháp, để chúng ta viết sách hay là chúng ta dạy thì chúng ta mới cần ghi nhớ cái chi tiết đó. Còn bình thường thì người Phật tử chúng ta học để chúng ta lấy cái trường hợp diễn biến sắc pháp đó làm cái đề mục, làm cái đề tài mà chúng ta suy xét về cái khổ luân hồi khi có mang cái thân này, thì chúng ta chỉ học tóm tắt được rồi. Thì như vậy trong bốn cái loại sắc nghiệp, sắc tâm, sắc nhĩ tiết, sắc vật thực, thì trong đời sống của chúng ta sắc nào xuất hiện trước, chúng ta nói thì trước sắc bị tạo. Mai mốt chúng ta học về duyên sinh, thập nhị nhân duyên, thì khi mà chúng ta nói đến hành duyên cho thức, thức duyên duyên sắc, thì chúng ta sẽ nói đến cái nghiệp hành hay là cái nghiệp thức. Nghiệp thức nó sẽ tạo ra cái sắc nghiệp và cái tâm quả tùng sinh, rồi sắc nghiệp tùng sinh. Rồi khi mà chúng ta nói đến sắc pháp diễn biến trong lúc tục sinh đó, thì cái loài thất sanh quá sanh thì sắc nghiệp cũng có trước đầy đủ, rồi kế đó là sắc quý tiết, rồi đến sắc tâm. Còn sắc Phật thực, bộ sắc Phật thực nó chỉ xuất hiện sau cùng, khi nào mà chúng sanh ở trong kiếp sống mới mà bắt đầu tiếp thu chất dưỡng tố của vật thực ngoại đưa vào đó, thì lúc đó chúng ta sẽ có cái bọn sắc vật thực. Bây giờ sắc diễn biến ở trong cái thời bình vật của chúng sanh đó, xin hỏi quý vị còn nghe rõ chúng tôi nói không? Quý vị có còn nghe rõ chúng tôi không? Dạ, tốt quá. Và thưa quý vị, ở trong thời bình vật của chúng ta thì nó sắc pháp thì nó diễn tiến hồi tái sanh ở cõi nào, loại nào, thì trong cái thời bình vật nó diễn biến đủ. Như ở cõi dục giới của chúng ta, chư thiên nhân loại và chúng sanh địa ngục ngạ quỷ xuất sanh Atula đó, thì sắc nghiệp bình nhật, trong cái thời bình nhật thì sắc pháp nó diễn biến đủ 28 sắc, trong đó 9 bọn sắc nghiệp, 8 bọn sắc tâm, 4 bọn sắc quý tiết và 2 bọn sắc vật thực đầy đủ. Còn ở trên cõi trời sắc giới, cõi phạm thi sắc giới hữu tưởng thì thời bình nhật diễn biến 23 sắc pháp, trong đó 4 bọn sắc nghiệp, 8 bọn sắc tâm và 4 bọn sắc quý tiết. Vậy như vậy thôi thời bình nhật. Còn ở cõi vô tưởng thì tục sinh bằng cái sắc nghiệp bản quyền
như thế nào thì thời bình nhân cũng diễn biến như vậy, không có cái thêm, không có bớt cái gì. Và ở đây khi mà chúng ta nói đến sự biến diệt của sắc pháp trong cái thời cận tử, cận tử tức là sắp chết, thì ở đây chúng ta chú ý ở hai điểm. Đối với các loài như noãn xanh, thai xanh, là bởi vì khi mà hình thành ở đầu kiếp sống, mới khởi đầu kiếp sống, thì nó có cái sự hình thành từ từ, dần dần, đầy đủ. Thì khi mà chết, khi mà sắp chết, nó cũng diệt dần 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 dần. Tức là kể từ tâm thứ 17 đếm lui, từ tâm tử đếm lui tới sát na thứ 17, thì lúc đó sắc kia lần cuối. Rồi sau đó cứ mỗi sát na nó diệt, 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 nó diệt mất, cho đến khi mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý vật của chúng ta, luôn cả sắc giới tính, nó yếu dần và cuối cùng thì nó kết thúc cùng với tâm tử. Noãn xanh cũng vậy. Cái loài noãn xanh là tính từ hồi lúc tái tục thôi. Còn bình thường, trong đời bình nhật cũng như trong lúc sắp chết thì có cái xác. Do đó cho nên sắc pháp nó cũng diệt, giảm dần dần như vậy. Còn riêng về cái loài quá xanh đó, thì không có sự diệt giảm của sắc pháp, mà nó tự nhiên biến mất hết tất cả. Cái loài noãn xanh, thai xanh của chúng ta, sắc pháp nó diệt rồi, sắc diệt diệt rồi, nhưng mà vừa tắt thở, tâm tử vừa sinh khởi mà biến mất, sắc diệt không còn, nhưng mà sắc tâm nó còn lưu lại trong khoảng 17 sát na. Trong 17 cái tích tắc nó mới mất hẳn. Cho nên khi mà người nó tắt thở rồi, nhưng mà có thể là cái môi còn mấp máy, hay là cái ngón tay ngón chân nó còn cục cựa chút vậy đó. Rồi sắc huyết tiết quý vị, mặc dù tử rồi đó, chết rồi đó, nhưng mà cái cơ thể nó chưa có lạnh liền đâu, nó vẫn còn hơi ấm chút. Cái đó là sắc huyết tiết nó còn tồn tại, nó còn tồn động lại. Sắc vật thực quý vị, nó vẫn còn tồn động, nhưng mà một chút xíu thì nó sẽ kết thúc. Nó sẽ kết thúc để rồi nó sẽ biến dạng. Cho nên đối với loài thai xanh với noãn xanh đó, thì tục sinh cũng phức tạp, mà khi chết thì cũng phức tạp. Còn cái loài quá xanh đó, thì khi chết biến mất, không để lại thân xác, chết thì tái sanh ở cảnh giới liền. Thì như vậy đó, chúng ta cần phải lưu ý, khi chúng ta nói về sự diễn biến của sắc pháp, chúng ta phải học bốn cái khía cạnh mà chúng ta lưu ý. Một là nói về tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Chỉ có dục giới, sắc giới thì mới có sắc pháp diễn biến, còn vô sắc giới thì không. Bốn loài noãn xanh, thai xanh, thấp xanh, quá xanh. Loài noãn xanh, thai xanh thì phải nương vào trong bụng mẹ đủ tháng đủ ngày thì nó mới chào đời, mới ra. Còn cái loài thấp xanh đó, thì không cần nương bụng mẹ, ở trong cái môi trường ẩm thấp thì nó
hình thành ấu trùng rồi tự nó nở ra nè. Còn là hóa sanh thì tự xuất hiện. Cái khía cạnh thứ hai là chúng ta nói đến sắc pháp diễn biến qua bốn loại. Rồi sắc pháp diễn biến qua ba thời, tức là thời tái tục, thời bình nhật, thời cận tử, chúng ta nhớ chỗ đó. Và cuối cùng tức là trong cái thời trong ba thời, cái thời tái tục sắc pháp nó chỉ có hiện sanh, nó chưa diệt. Thời bình nhật thì có sanh có diệt, nhưng mà trong cái thời tử, thời cận tử thì nó chỉ diệt giảm dần dần, chứ nó không có sanh nữa, không có xuất hiện tế bào sắc nữa. Chúng ta cứ nhớ vậy đó, thì chúng ta hình dung ra một cái biểu đồ. Ngày xưa đó thưa quý vị, khi học với Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự thì Ngài có làm ra một cái bản đồ lộ sắc. Nhưng mà cái bản đồ lộ sắc đó, đó là chỉ áp dụng cho cái loài đoán sanh thai sanh dục giới thôi, chứ không có nói đến các cái cõi khác. Vì các cõi khác về bản đồ cũng khó lắm thưa quý vị, về bản đồ cũng khó lắm. Cho nên là chỉ sau này các học viên khi mà họ học thắng pháp á, thì họ hơi lúng túng ở chỗ là nếu mà học cái bản đều lộ sắc á, thì như vậy nếu mà xem lại ở trong thắng pháp tập yếu luận thì sẽ thấy không có khớp. Nhưng mà thưa quý vị, không phải. Tại vì bản đồ lộ sắc Ngài chỉ cho chúng ta biết những cái phức tạp, sự diễn biến phức tạp của sắc pháp đối với loài thay sanh, noãn sanh, noãn sanh thay sanh thôi. Còn mấy cái kia dễ không có nói đến, cho nên chúng ta cứ đi tìm mãi ở trong cái biểu đồ sắc pháp, biểu đồ lộ sắc thì chúng ta sẽ không gặp. Sau này khi mà chúng tôi dạy, chúng ta ít có sử dụng cái đồ lộ sắc, bởi vì không có nói trọn vẹn hết. Sách của Ngài này cũng lại để cái bản đồ lộ sắc, nhưng mà ở trong các cái sách giáo trình mà chúng tôi biên soạn thì chúng tôi cố gắng sắp xếp như thế nào, trình bày như thế nào để quý vị đọc biết hết tổng quát thôi, chứ không cần biểu đồ. Bởi vì vẽ biểu đồ thưa quý vị, quyển sách một trang nhỏ nhỏ như vậy, chúng ta vẽ biểu đồ vẽ không hết. Mà nếu mà chúng ta thu nhỏ lại thì cái chữ nó nhỏ quá, cái sai chữ nhỏ quá, rí rí, thì chúng ta, nhất là những người mà mắt kém thì chúng ta nhìn không ra. Cho nên chúng tôi bỏ cái chỗ đó, chúng tôi không có làm. Thì thưa quý vị, như vậy thì khi mà chúng ta học về thắng pháp, chúng ta nắm được bốn phần chân đế là tâm chánh tác, tâm sở cetasika và sắc pháp rupa. Rồi chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ học phần cuối cùng, tức là học cái phần nibbana, là nibbana, là chúng ta xong cái nội dung của bốn phần, của tứ phần chân đế. Rồi sau đó đó, nếu mà chúng ta có hứng thú học nữa thì chúng ta tiếp tục học những cái chi tiết khác mà chúng ta sẽ trình bày. Còn bây giờ thì hôm nay chúng ta chỉ trình bày hết cái phần sắc pháp thôi. Bây giờ thì cái thời gian còn lại xin Quân Thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Quang Hỷ chủ trì điều họp ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính trên Thư Tòa Tiểu Sư. Bạch Thư Tòa Tiểu Sư xin hỏi Thư Tòa ba câu thơ rồi để Thư Tòa đi nghỉ. Thường thường khi mà chúng ta còn học với Ngài Tịnh Sự đó, thì có, nhất là Quỳ Minh Phúc có làm cái
một cái chi tiết về những cái tuần lễ của thai sanh. Thì chúng ta biết là thai sanh không phải chỉ có con người mà loài vật cũng thai sanh nữa. Và cái thời gian mà ở trong bụng mẹ đó của các loài thai sanh thì nó khác biệt với nhau lắm. Rằng chúng ta nói như vậy là phải chăng cái gì được trình bày liên quan đến cái thai nhi đó thì nó chỉ áp dụng cho loài người như vậy có phải không? Chứ đâu có không áp dụng cho các loài vật khác, tại vì loài vật cũng có nhiều loài sinh trong bào thai vậy. Xin thì tôi quan nghĩ xác định rõ về điểm này. Kính thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng ở trong thắng pháp mà trình bày về cái sự diễn biến của sắc pháp đối với cái loài thai sanh đó, hay là những cái loài khác cũng vậy, thì cái này đó, là chúng ta chỉ đọc ở trong thắng pháp tập lý luận, tức là cái phần toát yếu mà do các vị luận sư, các vị đó trình bày. Còn ở trong chánh tạng mấy cái điểm đó đó thì trong suốt khi mà chúng tôi hiểu đến toàn bộ bảy bộ vi diệu pháp đó, thì chúng tôi sẽ không có tìm gặp được những cái sự diễn biến của sắc pháp mà do Đức Phật ngài trình bày hay tôn giả Sariputta trình bày. Thì ở đây đó, cái việc mà trình bày có cái thời hạn là loài thai sanh, noãn sanh trong cái tuần lễ, trong cái tuần lễ đầu, tức là sắc mạng nghiệp mạng quyền sanh khởi bất định thời gian đó, thì ngài có dùng cái tiếng bất định thời gian, thì nó tùy theo cái chu kỳ của thai nhi loài người hay là thai nhi cái loài súc sanh, cái loài vật mà sắc nghiệp mạng quyền nó sẽ xuất hiện. Cũng như khi nói đến 11 tuần lễ sau thì bốn bọn sắc nghiệp như là bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bốn bọn đó nó khởi lên nhá, thì cái này chỉ trong 11 tuần lễ sau chỉ áp dụng cho cái loài người thôi. Nhưng mà nói 11 tuần lễ chứ cũng bất định cái thời gian, ở trong đó ngài dùng cái tiếng gọi là bất định thời gian. Thì cái bất định thời gian đó là để chỉ cho các loài noãn sanh hay thai sanh mà thuộc về súc sanh. Cho nên ngay cả loài người chúng ta cũng tương đối, chứ cũng không có xác định dứt khoát là 77 ngày đó. Cho nên ở trong cái vấn đề này thì chúng ta phải hiểu rằng khi mà học về cái sự diễn biến của sắc pháp liên quan tới cái thai kỳ của áp dụng cho loài người hay là cái loài súc sanh đó, thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta học để cho biết qua vậy thôi, để cho biết qua cái sự diễn biến. Ước định nó là như vậy, nó trước rồi sau như vậy, các cái sắc nghiệp nó diễn biến trước rồi sau như vậy, chứ chúng ta không có ấn định thời gian được để mà chúng ta tính toán như là những cái người mà họ làm ở trong cái ngành y khoa, họ nghiên cứu về cái đời sống của các cái loài sinh vật trưởng thành của loài người, trưởng thành thai nhi của loài người hay là trưởng thành thai nhi của
có loài bạn sanh. Bởi vì mấy cái này đó, thưa quý vị, chúng ta một là không phải là nhà khoa học, thứ hai nữa điều đó nó cũng không có quá cần thiết cho cái việc mà chúng ta tu tập để quán vô thường khổ não vô ngã đâu. Khi mà chúng ta tu tập và chúng ta quán vô thường khổ não vô ngã, chúng ta không có cần gì để mà chúng ta suy xét đến chỗ đó. Ở trong Thanh Tịnh Đạo còn ghi rõ, còn nêu rõ cái vấn đề là khi mới tái tục thì sắc pháp nó hình thành, cái sắc kiến nó hình thành như là một cái chấm dầu mà người ta nhúng cái đọt, cái ngọt, cái đọt cỏ tranh ở trong dầu mè, người ta rảy 7 lần thì nó còn một chút xíu dính lại, đó là cái sắc pháp của chúng sanh lúc đó. Rồi sau đó biến thành như là một cục bơ hay là một cục thịt vân vân. Thì chúng ta nghĩ rằng mấy cái trường hợp này đó, chúng ta chỉ có tính cách tham khảo thôi. Được rồi, có tính cách tham khảo thôi. Còn chúng ta không có thẩm quyền để mà chúng ta xác định cái trường hợp này là trường hợp của cái loài nào và nó có chính xác hay không. Chúng ta không có thẩm quyền để chúng ta xác định cái chỗ đó. Thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi với thượng tọa như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính trực thưa tòa thượng sư. Bạch thưa tòa thượng sư, có một vấn đề mà chúng ta chúng ta học về tâm pháp nó rất là dễ khi mình học về các cái sát na tâm đó. Nhưng mà khi học về sát na pháp đó, thì chúng ta hiểu là sát na, sát pháp là cái đơn vị cực phi của vật chất. Nhưng mà trong cái khoa học ngày nay thì họ nói về những cái đơn vị cực phi có nhiều thứ lắm, chứ không phải là một thứ. Ví dụ như người ta nói về tế bào, một cái hay là nói về DNA hoặc nói về nguyên tử, thì thí dụ như là trong đó là sắc pháp, một sắc đa tâm pháp đó, một sắc đang sắc pháp đó, nó sanh cho đến cái diệt nó chậm hơn tâm pháp 17 lần, tức là nó tồn tại một sắc đa sắc bằng 17 sắc đa tâm pháp. Thì cái sắc đa của sắc pháp đó, theo sư đoạn nghĩ là nó tương đương với cái gì về trong khoa học ngày nay? Xin cái tính sư đoạn khoa nghị trở lại. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thật ra thì chúng ta bị nhầm cái đơn vị gọi là sát na hay là khanh ná. Chữ khanh ná chúng ta đọc âm là sát na, đó là một cái đơn vị đo thời gian, chứ không phải là về cái vật thể hay là về không gian. Nó không có đo chiều dài và nó không có nối lên. Cái sắc pháp được. Ở đây sắc pháp đó, cái đơn vị vật chất, cái đơn vị vật chất thì người ta xài cái chữ kalaba, xài chữ kalaba chứ không có xài chữ khanh ác. Cho nên nếu mà chúng ta nói sát na sắc pháp thì cái đó là chúng ta bị nhầm, chúng ta bị nhầm. Không thể sát na tâm thì được, chích tác khaná thì được, nhưng mà nó rupa khaná thì không được, rupa kalaba thì được.
Bây giờ chúng ta nói về cái đơn vị vật chất á, thì ở đây đó, các cái nhà khoa học hiện đại khi mà họ nói về cái đơn vị vật chất cực vi á, thì họ tính cái nào là tế bào, phân tử, nguyên tử, vân vân. Thì cái cách tính họ như thế nào thì mình không có hiểu, nhưng mà ở trong Phật Pháp cũng không có cần phải tính chi li như vậy đâu. Ở trong Phật Pháp chỉ nói đến một cái tế bào sắc được gọi là Kalabat, thì ở trong đó nó đủ cả tám sắc cái bất ly, tám sắc bất ly đó. Rồi nó phối hợp thêm một vài sắc nữa để nó tạo thành cái rupa kalapa mà chúng ta gọi là bọn sắc. Và chúng ta xài tương đương, chúng ta xài gọi là tế bào sắc, chỉ xài tế bào sắc thôi. Còn khi mà nói đến hỏi rằng một cái kalapa, rupa kalapa đó là chúng ta xài cho tế bào hay là xài cho phân tử vật chất hay là nguyên tử vật chất, thì cái này chúng tôi xin chịu thua, là chúng tôi không có cái cơ sở nào để chúng tôi xác định được là muốn chỉ cho cái gì. Còn cái trường hợp mà danh pháp á, mà chúng ta xài chữ khánh ná đó, thì nó có nhiều cách. Theo thường thức á, thì khánh ná ở đây là chỉ cho một giây đồng hồ á. Rồi muhuta là chỉ cho một phút. Rồi hurahura là chỉ cho một giờ, chỉ cho một giờ sáng. 30 ngày chỉ cho một tháng, gọi là masa. 12 tháng chỉ cho một năm, gọi là Vachara. Thì như vậy là cái đơn vị chỉ thời gian là tính nhỏ nhất là chữ khánh ná. Tuy nhiên nói theo thánh pháp thì chữ khánh ná nó còn nhỏ, còn ngắn hơn giây đồng hồ nữa, ngắn hơn giây đồng hồ nữa. Cũng như ở trong hiện tại đó, thì người ta tính cái thời gian đó, thì một giờ một ngày có 24 giờ, một giờ có 60 phút, một phút có 60 giây. Nhưng mà một giây như vậy thì sư thư vị họ tính cả ngàn sao lận, nó nhanh lắm. Tức là chúng ta không thể, chúng ta tính toán được, nó chỉ có cái máy đo thôi. Thì cái đó là cái sự tính đến của chữ khánh ná ở trong cái đơn vị đo thời gian ở trong danh pháp. Chúng tôi lặp lại một lần nữa là đối với sắc pháp thì không xài chữ khánh ná, chúng ta không thể nào xài khánh ná. Chúng ta mặc dù chúng ta nói rằng một cái đời sống của một tế bào sắc á, nó sanh tiến dị diệt từ khi nó khởi lên, rồi nó phát triển cho đến khi nó biến hoại đó, thì cái thời gian đó đo thì đo là 17 cái khánh ná của tâm, đo 17 cái khánh ná của tâm. Cho nên chúng ta không thể nói một sát na sắc pháp bằng 17 sát na tâm pháp được. Chúng tôi xin lặp lại cái chỗ này. Thì đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi số 2 Nam Mô Bổn Thầy.
Bạch thưa tòa thượng sư, xin hỏi thưa tòa một câu sau cùng trước khi ngày hiện nay thưa tòa thượng sư, có những trường hợp mà người ta làm cái kỹ thuật gọi là cloning, tức là nhân bản, tức là họ tái tạo một cái sự sống đơn giản một cách là họ lấy một cái tế bào của một người khác hay một con vật khác, và những người đó là tế bào sống. Và khi nói đến tế bào sống thì ngay cả những con vật đã chết nhưng mà ở trong tình trạng như là những con vật nó chết mà ở xứ lạnh ở Tây Bắc Lê Á chẳng hạn, và nó bị chôn vùi băng lạnh lâu, và do cái độ lạnh nó giữ lại tế bào đó, họ gọi là tế bào sống. Mặc dù con vật chết rồi nhưng mà tế bào vẫn sống, rồi vậy họ làm cái chuyện cloning. Thì như vậy đó, chúng ta có nói rằng khi một chúng sinh đã chết thì sắc mạng quyền nó cũng chết theo không, nó cũng chấm dứt hay không, hay là cái sự tồn tại của sắc mạng quyền không nhất thiết là liên quan đến cái sống và cái chết của chúng sinh. Xin kính thỉnh thượng tọa nghĩ trở lại. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chúng ta phải khẳng định rằng cái sắc mạng quyền đã liên quan đến cái sống và cái chết của loài hữu tình đối với cõi hữu sắc. Khi mà sắc mạng quyền chấm dứt thì kỹ như là chết. Ở trong tâm pháp luôn luôn đề cập đến chỗ đó, và ngay cả ở trong luật tạng khi mà đề cập đến cái việc mà cái giới sắc sanh đó cũng có đề cập đến cái chỗ này. Còn cái trường hợp mà cái tế bào của những sinh vật đã chết mà trong phòng thí nghiệm ngày nay họ làm sống lại những sinh vật đã chết bằng là nhân bản từ những cái tế bào xác chết đó, chúng tôi không hiểu được cái chỗ này là người ta làm cái gì. Nhưng mà thưa quý vị, được bao nhiêu, họ nhân bản được bao nhiêu, và khi mà họ báo cáo về cái sự thành tựu nghiên cứu khoa học đó có được chấp nhận hay không, có được chấp nhận hay không, hay là chỉ có một trường hợp nhỏ lẻ nào đó tình cờ họ đem cái tế bào mà ở trong cái tế bào của một cái con vật chết đó nó lại có những cái vi sinh còn bám theo đó, rồi để làm không thể nào mà từ cái sinh vật chết mà giữ trong tình trạng đông lạnh đi, rồi cái đem ra người ta làm cho nó sống lại. Không thể nào. Chúng tôi chưa nghe cái trường hợp một người đã chết hay là một con vật đã chết rồi làm cho nó sống lại, nó đi đứng hoạt động bình thường, không thể nào có xảy ra cái trường hợp đó. Bởi vì ở đây đó, những điều mà ở trong thắng pháp có trình bày đó, thì thưa quý vị, khi mà nói rằng cái sắc mạng quyền đã kết thúc thì kể như là cái đời sống, cái gọi là đời sống chúng sanh đó kể như kết thúc. Còn cái xác còn lại đó thì cái xác đó, tất cả những cái tế bào này nó còn được giữ tươi, nó còn được giữ tươi do nhờ đông lạnh người ta làm như thế nào đó, thì cái này là hoàn toàn chúng ta không biết. Nhưng mà chúng ta khẳng định một điều là không thể
một chúng sanh chết đi, nhưng mà sắc mạng quyền không hẳn chấm dứt, không thể có trường hợp đó. Hễ mà đã gọi là sắc mạng quyền chấm dứt thì chúng sanh đã chết đi. Còn nếu như mà sắc mạng quyền chưa chấm dứt thì chúng sanh đó là chưa chết. Có nhiều trường hợp bây giờ đó, khi mà giám định y khoa đó, họ đến họ giám định cái xác chết, họ nói chết rồi, cái họ ký giấy họ cho đem tấn liệm hay là cho đem về nhà làm đám tang, nhưng mà rồi người đó sống lại. Rõ ràng là trong trường hợp này cái xác mạng quyền vẫn còn tồn tại, nhưng mà vì các cái chuyên gia giám định y khoa họ chưa có khả năng để mà họ biết được sắc mạng quyền còn hay là không còn, mà họ chỉ nghe nhịp tim, mạch hoặc là hơi thở, rồi họ thấy ngưng thở, tim ngừng đập, rồi họ kết luận. Nhưng mà trong trường hợp đó thì sắc mạng quyền chưa chấm dứt thì chưa chết. Trước khi mà đi vào cái trở lại cái đề tài mà chúng ta đang bàn đó, thì chúng tôi muốn nhắc quý Phật tử một điều, mà đây là điểm mà các vị phải rất là cẩn trọng khi mà học Thắng Pháp, là ở trong Thắng Pháp đó, có một phần không nhỏ ở trong riêng phần sắc pháp đó, là không có trong chánh tạng, mà chỉ tìm thấy ở trong các cái bản sơ giải về sau này. Mà thật ra thì trong những bản sơ giải này đó, chúng ta nói đến ngài Anuruddha, chúng ta nói ngài Buddha Khô Xá, hay là một cái như ngài Lady Shero của bên Miến Điện, hay là một vị nữa là ngài Sattama Chodika, thì hầu hết các vị khi mà giảng về sắc pháp ở trong riêng phần Thắng Pháp đó, thì các vị đó dựa trên một số những cái kiến thức phổ thông của thời đó, đặc biệt là tại Ấn Độ. Và xin lỗi quý vị, chúng tôi đang tiếp lời Thượng tọa Từ Siêu. Nếu Thượng tọa Từ Siêu có trở lại, quý vị quan hệ cho chúng tôi biết nhé, để thỉnh Thượng tọa Từ Siêu tiếp tục.
Thì thưa quý vị, thường thường nếu chúng tôi soạn giáo trình thắng pháp á, mà có lẽ là ở trong tương lai chúng tôi cũng sẽ làm công việc này, là chúng tôi sẽ cố gắng á, để tìm một số những cái khái niệm quen thuộc của khoa học ngày nay đối với cái phần này của thắng pháp. Bởi vì chúng tôi phải thưa là như vậy, là có một thời nào đó đó, cho dù có nói thế nào đi nữa thì người ta cũng không hiểu. Dạ, như ngày nay chúng ta học về nguyên tử, chúng ta học về các cái đơn vị cực phi, mà thời xưa khi mà nói rằng cả vật chất và tâm thức đều cấu thành do đơn vị cực phi thì người ta thật sự rất là khó hiểu. À, chúng ta chỉ hiểu rằng nó là một cái thực thể mà nó tồn tại liên tục, chứ chúng ta không thấy rằng nó là một cái dòng sinh diệt nói đến lẫn nhau. Thật ra khi mà chúng ta học vào sắc pháp, và đặc biệt là cái tài liệu giảng về sắc pháp mà do các cái nhà sớ giải vì sao thì biết trước, thì quý Phật tử đọc nên rất là cẩn thận. Thì bây giờ chúng tôi muốn trở lại đề tài trong câu số 3 mà hồi nãy chúng tôi hỏi Thượng Tọa Từ Siêu rồi. Đây là vấn đề không có đơn giản. Trước nhất là chúng ta nên hiểu là trong cái cơ thể của chúng sinh á, nó có cái hiện tượng mà trong sinh vật học người ta gọi là regenerating. Và regenerating tức là mọc lại. Mọc lại. Ví dụ cái răng của chúng ta, quý vị nhớ hồi nhỏ cái răng của chúng ta, cái răng cửa hay răng cắm gì đó, nó bị gãy đi, khi nó mọc lại thì nó cũng là loại răng cửa. Chứ không thể nào mà cái răng nhọn đó mà nó mọc lại thành ra cái răng cắm được. Nó không phải vậy. Dạ, nó giống như là một cái họ nói cái liver của con người mình nó cũng có thể mọc lại. Có một số, nhưng mà loài vật á thì có đặc biệt hơn chúng ta, là có một vài loại như con đĩa hay là mấy con sên á, một con người ta chặt làm hai, thì khi chặt làm hai cái đầu cái đuôi á, thì cái phần kia tự động nó từ từ nó mọc lại, nó mọc nguyên con. Yeah, nó mọc nguyên con, tức là nó mọc vừa là có mắt, có tức là trọn vẹn còn lại. Dạ, yeah, nó chỉ cần một phần thôi. Thì đa phần ở trong cái thế giới của sinh vật á, khi mà để truyền chủng, và để truyền chủng á, thì nó cần có cái sự kết hợp của nam và nữ, của giống đực và giống cái. Dạ, để nó làm cái công việc là kết hợp, chúng ta gọi là kết hợp nhiễm thể X và nhiễm thể Y, hai cái nó kết hợp lại đó, để nó tạo thành một chúng sinh mới. Nhưng mà bây giờ đó, thì người ta đã đạt đến cái trình độ gọi là cloning, là nhân bản. Nhân bản là người ta có thể tái tạo ra một sinh vật. Hiện tại bây giờ họ chỉ thành công là ở con cừu, ở con chó, con mèo. Và thật ra đó, cái khả năng mà để nhân bản con người nó đã có rồi. Dạ, nhưng mà nó là một cái tranh luận rất lớn. Dạ, thành ra người ta chưa làm. Và cái nhân bản này đó, thì chúng ta tạm hiểu nó như vậy, là trong cái thế giới của các cái loài cây cỏ đó, nó có những loại cây mà người ta cần cái phấn hoa do ông hay là gió đó, nó tạo nên cái sự thụ tinh. Và khi mà nó đã có được cái phấn hoa vào kết với
đó sẽ trở thành nó kết trái. Dạ, nó kết thành trái. Và cái trái đó nó có cái hộp. Cái hộp đó đó nó sẽ được trồng xuống. Nó là trong một cái chúng ta gọi là một cái chu kỳ hoàn chỉnh tự nhiên của nó. Nhưng mà rồi nó cũng có cách mọc khác, là có những loại mà nó cũng có hoa, nó cũng có trái, nó cũng có hộp. Nhưng người ta không cần, người ta chỉ chặt ngang một khúc thôi. Dạ, nếu quý vị nào ở miền quê đó, quý vị biết rằng như cái khoai mì chẳng hạn, hay một vài loại cây khác, người ta chỉ chặt một cái nhánh nhỏ đó, họ ghim xuống đất. Mà ở trong miền Nam gọi là cái hôm đó. Dạ, cái hôm họ ghim xuống thì nó cũng lên. Chứ nó không cần phải thụ phấn, nó phải thụ hoa phấn, nó mới thành ra cái cây. Thì loài người hay loài vật á, thì thưa quý vị, trên cái phương diện mà truyền chủng một cách rất là tự nhiên đó, và truyền chủng rất là tự nhiên, thì nó phải có cái giống đực và giống cái kết hợp lại. Và chúng ta nói một cách cụ thể hơn là cái tinh trùng của giống đực và cái trứng của giống cái. Nhưng mà có những loại đó mà nó không cần tới điều đó. Dạ, cái những loại không cần đến điều đó rất hiếm là loại nó không cần. Nhưng mà các nhà khoa học đó, họ đã có thể làm được việc đó bây giờ bằng cách là cloning, chúng ta gọi là nhân bản đó. Thì trong cái, chúng ta không có đi sâu vào vấn đề này, tại vì đây là một cái chuyện mà rất là chuyên môn. Và người ta chỉ cần lấy một cái tế bào của một người hay một con vật, và từ cái tế bào đó họ có một cái kỹ thuật để họ nuôi lớn ra và họ tái tạo. Và đặc biệt là bởi vì cái con vật hay là con người được tái tạo đó, đó nó không có phải qua một cái thời kỳ gọi là nhiễm thể, tức là mình á, như một con người chúng ta đó, là do hai cái nhiễm thể XY, là một bên là của cha, bên của mẹ kết hợp lại đó. Thành ra chúng ta là một con người có nửa phần của cha, nửa phần của mẹ. Thành ra chúng ta không hẳn giống hoàn toàn cha, không hẳn giống hoàn toàn là mẹ. Có khi cái nhiễm thể này nó mạnh đó, thì chúng ta giống cha nhiều hơn, nhiễm thể kia mạnh đó, chúng ta giống mẹ nhiều hơn. Nhưng mà trong cái kỹ thuật nhân bản đó, thì không cần hai cái nhiễm thể XY kết hợp lại, mà nó chỉ trực tiếp từ một người. Và do vậy cái con người hay con vật mà được nhân bản ra đó, thì nó giống y hệt như là người kia. Thí dụ như chúng ta nói con cừu Dolly mà bên Anh người ta nhân bản ra đó, thì khi nhân bản ra thì cái con cừu mà Dolly nhân bản nó giống y hệt con cừu kia. Và nó chỉ có một điều như vậy là cái nó lão hóa nhanh hơn. Dạ, tại vì cái tế bào đó, thí dụ như lấy từ một cái con cừu nó sống ra nửa cái thọ mạng rồi, thì tạo ra con cừu mới, thì cái thọ mạng con cừu mới nó sẽ ngắn hơn, và nó giống hệ y hệt như vậy. Và cái kỹ thuật về cloning á, thì hiện nay nó đã có, nhưng mà người ta chưa dám bước qua một cái ranh giới mới. Một cái ranh giới mới này là sản sinh ra con người mà không phải do cái sự kết hợp của nam nữ, mà sản sinh ra con người là do cloning trong phòng thí nghiệm. Nó có ba lý do mà người ta không có làm chuyện này. Chuyện thứ nhất là nó rất là vô nhân đạo. Khi mà tạo ra những con người mà những con người đó họ lớn lên họ không có cha không có mẹ, thà là tình cờ là mồ côi, tình cờ là do cái sự đưa đẩy làm cô nhi thì không nói chi. Nhưng một con người lớn lên á, mà nói rằng mình lớn lên từ trong phòng lab mà không cha không mẹ, thì giống như là mình cướp đoạt đi cái quyền có được cái tình mẫu tử, một phụ tử con người, và chúng ta không biết con người đó cái thiện cái ác là sao, mình chưa biết. Yeah. Nhưng mà con người đó gọi là sống trong những tình cảm mình cần có cha mẹ. Bây giờ thay vì chúng ta nói Tề Thiên Đại Thánh là từ cục đá nứt ra, chúng ta từ trong phòng lab lớn lên đó, thì thật ra mình không biết cái tâm thức của con người về sau này ra sao. Tức là chúng ta cướp mất đi cái quyền của một con người, con vật mà cloning á, là không có cha, không có mẹ. Và điểm thứ hai đó là trong cái chuyện mà cloning con người đó, thì con người đó không được đối xử như con người
mà con người đối xử như một cái sản phẩm được chế tác. Và cái sản phẩm chế tác này nó có thể được lợi dụng để sử dụng cho những cái mục đích hoàn toàn giống như công cụ. Chúng tôi lấy ví dụ như là một cái quốc gia nào đó hay là một người có quyền lực, họ muốn là có bao nhiêu người để làm việc cho họ, thì họ đi tìm những con người vừa khỏe, vừa trung thành, vừa có những đặc tính mà họ muốn, họ cloning con những con người đó ra. Thì khi họ cloning những con người đó ra đó, thì họ giống y hệt với nhau, họ giống với nhau và chỉ có cái mục đích là để phục vụ cho người đó. Và điều này trở nên rất là nguy hiểm, tại vì lúc đó người ta sẽ coi con người giống như con vật, giống như mình nuôi heo nuôi gà vậy đó. Bây giờ mình gây giống, mình nuôi ra một đàn gà hay là đàn heo, đàn bò để lấy sữa hay là để mua bán thôi. Và như vậy đó thì con người trở thành một cái sản phẩm của phòng thí nghiệm, và nó không còn có cái tinh thần mà người ta gọi là nhân bản như ngày nay. Và điều này rất là vô nhân đạo. Dạ. Ví dụ như là người ta muốn là có những người phụ nữ rất đẹp, thì họ lấy tế bào của những người phụ nữ đẹp, họ clone ra, họ nhân bản ra. Họ muốn cho những người đàn ông rất là cường tráng để làm việc, thì họ lấy những người đàn ông, cái tế bào người đàn ông cường tráng, họ nhân bản ra. Và những người này đó, họ hoàn toàn là một cái sản phẩm, và một sản phẩm được sản xuất, chứ không phải họ lớn lên trong cái môi trường tự nhiên là có gia đình, có xã hội và có cái nhân quyền giống bình thường. Và cái chuyện này nó trở nên rất là nguy hiểm, rất 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 là nguy hiểm khi mà nói đến tình trạng cloning và nhân bản. Và điều thứ ba đó là khi con người đã can thiệp quá nhiều vào cái chuyện mà cloning, thì chúng ta chưa biết được là mai hậu cái ảnh hưởng về những cái bệnh chứng, những cái này cái kia nó ra thế nào. Tại vì chúng ta biết rằng trong cái thế giới của nhân loại ngày nay, càng lúc bệnh càng nhiều, càng lúc càng có nhiều vấn đề, là bởi vì cái tính cách rất phức tạp của cái tâm sinh lý con người. Và con người sinh ra ở châu lục này, di dân qua châu lục khác sống, con người sống bằng cái văn hóa Việt Nam, thức ăn Việt Nam, bây giờ lại ăn vào văn hóa của Mỹ, của Tây, của Ấn Độ. Và nó tương tự như là nhiều năm về trước, người ta làm đồ hộp, người ta sản xuất đồ hộp, họ thấy đồ hộp có thể giữ thịt ở trong hộp 2-3 năm vẫn ăn được. Nhưng mà dân già sau này đó, thì người ta khám phá ra rằng cái cách mà giữ thịt hộp lâu, nó có thể tạo nên những cái bệnh ung thư, nó gọi là processed meat. Và ngay lúc đó thì thí dụ như một người ăn thịt hộp vô thì người ta thấy nó không có ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà bây giờ đó, bây giờ sau nhiều chục năm, họ khám phá ra rằng những người mà ăn thịt hộp nhiều đó, họ lại dễ dẫn đến tình trạng ung thư. Thành họ khuyên là người ta nên bớt ăn cái thịt mà được processed. Nhưng mà nó phải mất lâu lắm, cũng như là hàng ngày, thưa quý vị, bây giờ chúng ta ăn những cái rau cải hay là bắp, hay là những cái hoa màu đó, những cái hoa màu bắp đó đó, nó gọi là được modify genetically, tức là bây giờ cũng cái giống bắp đó, như họ modify cách nào đó mà nó lại có nhiều trái hơn, nó chống lại những cái loại rầy, những loại bắp đó nó có năng suất cao hơn, thì cái đó nó là generic modification. Thì hiện nay đó, chúng ta tiêu thụ những thứ đó rất là nhiều, nhưng mà con người vẫn chưa hiểu được là trong vài ba chục năm nữa đó, thì cái chuyện đó nó có mang lại cái hệ quả ra sao. Chúng tôi lấy một cái ví dụ rất là bình thường mà chúng ta nghe nhiều, là không biết là quý vị ở Việt Nam có nghe không, ở bên Mỹ đó có cái trường hợp người ta giải phẫu thẩm mỹ cho người phụ nữ bằng cách là họ đem silicon họ độn vào trong ngực đó. Thì thời gian đầu á, tất cả mọi người họ làm cái ngành đó họ đều nói là nó rất là an toàn, tốt, không sao, silicon đưa trong người không sao hết. Sau này vài ba chục năm sau, người ta mới khám phá rằng là nó tạo ra bệnh ung thư, những người đã bị ung thư nhiều hơn. Thì lúc đó thì đã có một số lớn người đã bị rồi, người ta kiện tụng cũng vậy. Hay là có cái thế hệ nào của chúng ta mình hút thuốc cũng vậy đó. Do vậy
một cái chuyện mà một con người mà không phải là do cái hai cái nhiễm thể của cha của mẹ cộng lại để tạo thành con người, mà con người chỉ lấy từ một con người ra, và nó gọi là nhân bản, là cloning đó, thì người ta vẫn chưa biết được là mai hậu những cái đó nó sẽ sản sinh ra những cái bệnh gì, những hiện tượng như thế nào. Con người mình đã có cái về là mình hay giống như câu chuyện của nhà bác học Flaken, là người tạo ra một con quái vật, và khi con quái vật nó mất trí rồi đó thì nó đe dọa cả thế giới này. Thì tất cả chúng ta đó, chúng ta có rất là nhiều cái kỹ thuật, nhiều cái kỹ năng để tạo, để sản sinh ra những cái chuyện mà nó dị đời, nó hơi bất thường. Tạm thời có nhiều khi người ta thấy nó tốt, nhưng mà về lâu về dài mình chưa biết. Chúng tôi lấy một ví dụ quý vị là cho đến giờ này người ta vẫn tranh cãi là không biết là thức ăn mà được nấu ở trong cái lò vi ba, tức là microwave đó, nó có hại sức khỏe hay không, hay là cái điện thoại mà smartphone mà chúng ta đang xài bây giờ, chúng ta áp sát cái tai thì cái, những cái sóng của điện đó nó có hại gì tới bộ não của chúng ta không. Thì bữa nay người này nói là có, bữa kia là người ta nói không, thế này thế kia, nhưng mà thật ra phải mất nhiều thế hệ đó thì chúng ta mới biết, và đôi khi chúng ta biết thì nó cũng đã muộn rồi. Thì chúng ta phải nói một điểm như vậy là đa phần á, chúng ta sống trong cái thời đại này có nhiều vấn đề mà chúng ta biết rằng nó có thể xảy ra, nhưng mà rồi gọi là cái hệ quả sau cùng đó là gì, nó vẫn còn nằm ở trong cái chấm hỏi, việc đó rất là khó. Nên chúng tôi muốn rằng riêng về khi mà chúng ta trở lại chúng ta học sắc pháp á, thì chúng ta phải rất là cẩn trọng, bởi vì có những cái kết luận của sắc pháp, trong cái sắc pháp này những cái luận đó có cái đặc biệt á, là không có tìm thấy ở trong trong chánh đạo. Đây là cái đặc biệt. Chúng tôi chưa bao giờ thấy có một cái nào mà biết trong chánh tạng á mà ngày nay nó sai hết. Đối với khoa học chúng tôi chưa thấy. Nhưng mà những tác phẩm mà hậu tác á, ngay cả tác phẩm mà chúng ta thường nói mà thượng tọa từ siêu thường nhắc á, và tác phẩm Quý Xuất Thi Mắt Cá Thanh Tịnh Đạo đó, ngày Muối Thác Khô Xá ngày biết đó, thì quý vị nghe ở trong đó nói về mặt trời lớn bao nhiêu lý, mặt trăng lớn bao nhiêu lý, nghe rất là buồn cười. Tại vì ngày nay chúng ta biết cái chuyện đó sai hoàn toàn. Dạ, sai hoàn toàn. Nhưng mà tại sao vậy? Tại vì thật ra không phải là ngày Bố Thất Khô Xá đó, ngày không có kiến thức. Nhưng mà thời đó người ta chỉ hiểu được cái chừng đó. Và những cái đó đó, nó dựa trên cái sách về khoa học của bên Ấn Độ thời bấy giờ. Và do vậy chúng ta nên đặc biệt rất là cẩn trọng khi mà sử dụng tới sớ giải. Dạ, chúng tôi nói quý vị lần nữa, chúng ta phải cẩn trọng lắm. Dạ, cẩn trọng lắm. Nếu mà chúng ta không cẩn trọng á, thì đôi khi người ta nói là tận tính thư bất như vô thi thư. Nếu tin hết sách thì tốt hết là đừng có sách. Dạ. Và do vậy cái điều này nó lại nhắc chúng ta một chuyện đó là khi mà mình học, mình đọc cái gì đó thì mình phải coi kỹ lại và kỹ lại về đề này. Bây giờ thì thứ gì chúng tôi không thấy truyền tọa tự siêu trở lại, không biết quý vị có thấy không? Quý vị chờ chút xíu, chắc truyền tọa tự siêu bị gián đoạn được trường rồi, thì chúng tôi xin chấm dứt cái phần thảo luận về câu số 3, và chúng tôi xin được tiếp theo bài học ngày hôm nay khi nói về định của sắc pháp. Ở trong những cái diễn biến về sắc pháp đó, thì thưa quý vị, cái quan trọng mà của diễn biến về sắc pháp mà chúng ta được biết đó là liên quan đến sắc tâm. Dạ, yeah, sắc tâm. Vì nào mà học
diễn trình tâm thức, tức là lộ trình tâm hồi xưa chúng ta nói lộ trình tâm đó, thì cái diễn trình tâm đó, có một số nó bị giới hạn bởi sắc pháp. Chúng tôi không có đào sâu về điểm này tại vì nó sẽ làm cho các vị rất là khó nhớ. Và kỳ này đó, khi chúng ta học về lộ trình tâm hay diễn trình tâm thì chúng ta học tương đối nhanh. Và trong khi chúng ta học nhanh đó đó, thì bây giờ chúng tôi có nói thì nó lại quá ly chi. Nó phải ly chi. Chúng tôi hy vọng rằng ở trong tương lai mà chúng ta sau khi học hết giáo trình này và chúng ta trở lại giáo trình mới đó, thì có những chỗ chúng ta sẽ học chậm lại. Thì này thì đừng coi thường. Dạ, đừng coi thường điểm này. Và một điểm khác á, mà cũng nhân trong bài học ngày hôm nay là bài học cuối cùng liên quan đến sắc pháp á, thì chúng tôi nhắc quý Phật tử là đa phần cái cách giải thích của chúng ta trong sắc pháp mà ở trong đây đó, nó mang tính cách là sinh vật học, tức là sắc này nó liên quan đến chúng sanh, nó liên quan đến sự sống của con người, và dĩ nhiên có đề cập đến cái sự sống của chư thiên nữa. Nhưng mà trong cái thế giới đại tự nhiên bên ngoài đó thì sắc pháp, và sắc pháp nó vẫn tồn tại như là núi, như là sông, các tinh cầu, các thiên thể xa xôi. Nó không nhất thiết là khi mà chúng ta nói vật chất chỉ có cái thân thể con người không mà thôi. Thành ra có một số các trường hợp mà quý vị đọc ở tại đây mà nghe về cái nhiệt lượng, nghe về cái sắc vật thực, rồi sắc vật thực mà chúng ta gọi là sắc dưỡng tố đó, thì chúng tôi nhắc quý vị rằng cái dưỡng tố đó nó không nhất thiết, và không nhất thiết là nó không nhất thiết là chỉ có ở trong chúng sanh mà thôi, mà nó có thể ở cây cỏ, nó có thể ở đất đá, nó có thể ở nhiều ở rất là nhiều cái dạng vật chất khác nhau, và chúng ta phải hiểu rộng ra. Lý do mà nãy giờ chúng tôi đề cập nhiều về các bản sớ giải đó, thì các vị đọc quý vị thấy rằng các bản sớ giải chỉ đề cập đến ví dụ sắc vật thực là khi nào mà cơ thể con người đó mà có thể hấp thụ được cái dinh dưỡng thì chuyện đó cũng có. Và ví dụ một cái thai nhi ở trong bụng mẹ ở điều kiện nào đó hấp thụ dinh dưỡng. Nhưng mà ngày nay đó thì nếu chúng ta đọc kỹ hồi xưa Đức Phật ngày dạy đó, thì cái gọi là cái dưỡng tố đó nó tồn tại ở trong rất nhiều dạng. Và ngày hôm nay đó thì người ta lại nói đến một cái chất mà gọi là protein. Và cái protein đó nó không nhất thiết tồn tại ở trong thân chúng ta, mà nó có thể tồn tại ở cây cỏ, hoa lá, và ở trong những cái vật chất mà chúng ta cả hữu cơ và cả vô cơ. Chúng ta nói đến những một cục đá, những viên sỏi, vân vân, thì nó phải tồn tại với cái mà chúng ta gọi là những cái chất khoáng. Và những chất khoáng đó, đó nó được tìm thấy ở trong nhiều cái dạng thức khác nhau, chứ nó không nhất thiết là chỉ có trong thân thể người ta. Tại nên chúng ta đừng hiểu khi mình đọc như vậy mình nghĩ là chỉ có vật thực là mình phải hấp thụ cái dinh dưỡng. Thí dụ như là thai nhi thì có cái nhau, và cái nhau này nó là kết nối với cái cơ thể người mẹ để hấp thụ cái dinh dưỡng người mẹ nuôi thai nhi. Hay là mình ăn vào thì có vật thực ăn vào thì mới có cái sắc vật thực. Nhưng mà cái dưỡng tố nó không phải là như vậy. Và dưỡng tố này lại nó có nhiều thứ. Thí dụ như là vitamin D cũng là một thứ dưỡng tố. Nhưng mà vitamin D đó nó đến chúng ta từ cái sự tiếp xúc ánh sáng mặt trời. Ví dụ như chúng ta ở trong nhà hoài đó, thì những cái xứ mùa đông nhiều, những tháng mùa đông thì chúng ta hay thiếu vitamin D, thì người ta khuyên là chúng ta nên phơi nắng, nên đi ra bên ngoài. Thì cái vitamin D mà tạo nên bởi ánh sáng mặt trời thì nó cũng là một thứ dưỡng tố. Dĩ nhiên là khi chúng tôi nói điều này đó thì có nhiều
có nhiều vị giảng sư sẽ không đồng ý, tại vì nghĩ rằng cái dưỡng tố sắc bậc thực, tại sao ta dùng bậc thực? Bậc thực là đồ ăn. Đồ ăn là cái gì? Mình nhai bằng miệng, mình uống bằng nước, mình nhai mình nuốt vào thì mới gọi là phối ăn bậc thực. Không phải như vậy. Cái dưỡng tố nó tồn tại ở rất nhiều thứ. Chúng tôi nói quý vị là một cái hoa mà nó tươi, dù chúng ta cắt nó đi, nhưng mà chúng ta cho nó những cái số dưỡng tố nhất định thì nó sẽ tươi lâu hơn. Còn nó thiếu nước, nó thiếu dưỡng tố thì nó sẽ chết đi. Thành ra chúng ta học, chúng ta nên hiểu cho rộng, cho thoáng. Cái khổ của khi mà chúng ta học thắng pháp, dù là tâm pháp hay sắc pháp, thưa quý vị, đa phần là chúng ta không phân biệt được cái cách nói của vĩ mô và cái cách nói đại loại. Chúng tôi nhắc lại hoài, có nhiều vị học thắng pháp cả đời, cứ đem những cái chuyện như là mấy cái tâm sở hay là mấy cái diễn biến của tâm cảnh lớn cảnh nhỏ để mà áp dụng ra ở đời sống hàng ngày. Thật ra không áp dụng ở đời sống hàng ngày được đâu, tại vì khi mà chúng ta nói với những chuyện đó, đó chúng ta nói hoàn toàn là một thế giới vĩ mô, và cái thế giới vĩ mô nó rất là khác. Cũng như bây giờ ngày hôm nay càng lúc đó, thì chúng ta nghe những cái chuyện mà rất là khó tin, là những cái môn học về DNA, một người ta có thể lấy một cái DNA đó thì họ có thể cho chúng ta biết rằng tổ tiên của chúng ta là người gốc cắt ở đâu, và ở trong máu chúng ta có bao nhiêu phần trăm là người Pháp, bao nhiêu phần trăm là người Ấn Độ, bao nhiêu phần trăm là người Việt Nam. Và sẽ giúp họ biết như vậy là trong cái DNA đó, đó nó còn lưu lại những cái biểu hiện của cái thực phẩm, mà những cái thực phẩm đó, đó nó đến từ một cái vùng nào đó nhất định. Ví dụ như là cái DNA của người Ấn Độ đó, nó có một số cái biểu hiện rất là khác với cái DNA người đến từ bên Nga hay đến từ bên Mỹ. Và ngày hôm nay chúng ta sống pha lẫn nhiều thức ăn đó. Sau này những người mà họ đọc về DNA của chúng ta, họ đọc khác đi. Những thứ đó, thưa quý vị, đôi khi nó là một thế giới vĩ mô. Và khi mà chúng ta nói với một bác sĩ mà họ giải thích về DNA, nó rất khác với cái cách nói mà chúng ta nói trong đời sống hàng ngày. Bây giờ chúng tôi lấy một ví dụ là người ta tìm được một cái xác chết của một người đi săn ở tại cái biên giới của Áo và Ý, miền Bắc của nước Ý và nước Áo đó, thì người ta tìm trong đó, đó là một xác chết cách đây 30.000 năm. Và khi họ lấy một ít DNA của cái xác chết đó, đó được giữ trong đông lạnh đó, thì họ cho biết rằng người thời đó, đó họ đã ăn như vậy, đã có những chứng bệnh như vậy, và đã có tuổi thọ như vậy, vân vân, dựa trên DNA hoàn toàn. Nếu chúng ta không có biết về cái DNA ấy, thì chúng ta nghe tại sao một chút tế bào mà từ một xác chết mà có thể cho chúng ta biết nhiều như vậy. Nhưng mà quả thực chuyện đó nó có xảy ra. Thì trong cái thế giới vật chất ấy, thì chúng tôi phải thưa như vậy là ngày nay khoa học đó có cái giải thích rộng rãi nhiều hơn. Còn ở trong Phật học đó, và đặc biệt là trong Thắng Pháp đó, nó chỉ chú trọng đến cái gì mà liên quan đến quẩn xứ giới đế. Tại sao chúng tôi phải nói về quẩn xứ giới đế? Dạ, tại vì thế này là sắc á, mà nếu gọi là nói về vật lý, nó mênh mông, cái phạm trù vật lý rộng lắm, thưa quý vị. Nhưng mà khi nói sắc là sắc quẩn thì nó trực tiếp liên quan đến chúng sinh. Và liên quan đến chúng sinh á, thì quý vị nghe chúng ta nói về đoạn thai thấp quá, chúng ta nghe nói về sắc pháp của vị phạm thiên, sắc pháp của chư thiên dục giới, sắc pháp con người, vân vân, thì những cái cách mà chúng ta nói về sắc pháp á, phần lớn là chúng ta nói về sắc quẩn. Và sắc quẩn là một ở trong năm quẩn, là một ở trong năm cái thành tố đã tạo nên con người chúng ta. Và còn hơn thế nữa, khi mà chúng ta nói về về 12 xứ, 18 giới, tức là chúng ta nói về 6 căn, 6 cảnh, rồi chúng ta nói về 6 thức,
một lần nữa đó, thì sắc pháp nó nằm ở một cái khuôn khổ, một cái khuôn khổ của cảnh, của các căn, như là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Chúng ta nói về cảnh là sắc thinh chưa bị xúc pháp, nó lại là một cái nó nằm trong một cái khuôn khổ. Và khi mà chúng ta nói về tứ đế đó thì rất là quan trọng để chúng ta hiểu điều này. Đức Phật Ngài đã từng dạy rằng những gì mà Ngài nói đó, những gì mà Ngài dạy đó, thì điều đó nó phải liên hệ đến cái mục đích giác ngộ giải thoát. Đức Phật Ngài chưa bao giờ muốn tạo nên một cái bộ phận Phật Pháp hay bộ phận giáo lý mà để trở thành một cái kiến thức phổ thông cho chúng ta biết về các vì sao ở trên trời, cho chúng ta biết về những cái hiện tượng của vật chất, về điện, về dinh dưỡng, về đầy thế kia, mà nó mang cái tính cách là khoa học thường thức như ngày hôm nay. Mà Đức Phật Ngài chỉ đề cập đến hiện tượng của các pháp, nó nằm ở trong cái khuôn khổ của tứ đế. Dạ, của tứ đế, tức là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Và do vậy đó, mặc dù các nhà khoa học, mặc dù các bậc trí thức rất là thú vị, là những bộ óc lớn của nhân loại, ở trong đó có hai bộ óc mà rất là kỳ vĩ, đó là ông Albert Einstein và Nikola Tesla, thì đều nhắc đến Đức Phật, nhắc đến Phật giáo. Bởi vì họ tìm thấy ở đó có những cái điểm rất là tương đồng, rất là thú vị, khác hẳn hoàn toàn với những tôn giáo khác. Tuy nhiên, chúng ta đừng bao giờ quên một điểm là Phật Pháp không có đi xa vượt ngoài cái phạm vi tứ đế. Chúng tôi nói như vậy là tại sao? Là bởi vì khi mà chúng ta học Phật Pháp, học về thế gian theo phạm vi tứ đế, thì cái gì được nói đến đó, nó phải nói về sự khổ, nói về nhân sinh sổ khổ, nói về sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ. Và đây là điểm mà chúng ta phải rất là đặc biệt để lý. Do vậy, hồi chúng tôi còn nhỏ vào trong chùa học ở gần sư trưởng, rồi sau đó chúng tôi sống 3 năm với Ngài Tịnh Sự đó. Chúng tôi không biết tại sao mà sư trưởng hay Hoàng Thượng Tịnh Sự thường hay nhắc một điều là đặc biệt là Thắng Pháp, Abhidhamma, là dạy về quẩn xứ giới đế. Chúng tôi thấy nhiều quá mà, nhiều thứ để nói, tại sao mà chỉ tập trung trong phạm trù quẩn xứ giới đế mà thôi. Nhưng mà sau này thì cho dù chúng ta học bất cứ môn học gì thì nó phải nằm ở trong cái khuôn khổ của quẩn xứ giới đế. Thật ra quý vị đừng bao giờ ngạc nhiên thấy rằng cái vật chất hay là sắc pháp ở trong Thắng Pháp giảng đó, nó không hề có cái sự khai triển trở thành một cái môn vật lý, mà thật ra cái sắc pháp được giảng ở trong cái phạm vi và cái mà chúng ta gọi là sắc quẩn, cái mà chúng ta gọi là sự tương tác liên hệ giữa sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, cái mà chúng ta gọi là 18 giới về sáu căn, sáu cảnh, sáu thức. Điểm này là một điểm rất là tế nhị mà chúng ta phải biết. Thưa quý vị, chúng tôi muốn dành một ít phút còn lại của chương trình ngày hôm nay đó để nói về một cái ngày học đặc biệt, ngày mai. Ngày mai này, ngày mai này đó là ngày như thường lệ chúng ta học về Phạn ngữ. Dạ. Nhưng mà chúng tôi phải tạm quản lại một tuần lễ không có chương trình Phạn ngữ tuần này, để chúng tôi nói về một cái chủ đề gọi là Niết Bàn. Dạ, về Niết Bàn. Và trong cái Niết Bàn đó thì ở trong đó có cái một phần cũng liên quan đến Phạn ngữ. Dạ. Nhưng mà tại sao chúng tôi nói chủ đề này, quý vị nghe quý vị rất là ngạc nhiên, là bởi vì ngày hôm nay đó chúng ta đã học xong cái phần sắc pháp theo cái giáo trình mà Thượng Tọa Từ Sư biên soạn. Và cũng theo giáo trình Thượng Tọa Từ Sư biên soạn đó, ngày chủ nhật tới này đó thì chúng ta sẽ học tóc yếu về Niết Bàn. Và một lần nữa, chúng tôi cũng rất là sợ là khi quý vị học về Niết Bàn ở trong tuần lễ tới đó,
thì các vị sẽ nghĩ rằng là niết bàn là thế này, niết bàn là thế kia. Dạ. Mà những cái giả định hay là những cái khái niệm đó đó, nó sẽ làm cho chúng ta hiểu rất sai cái khái niệm về niết bàn ở trong kinh điển. Và do vậy ngày mai này đó, chúng tôi sẽ dành trọn cái buổi học ngày mai để bàn thảo về niết bàn. Chúng tôi chưa bao giờ làm việc này trước đây, nhưng mà chúng tôi muốn chuẩn bị quý vị để khi mà chủ nhật quý vị học về niết bàn thì quý vị sẽ không cảm thấy ngỡ ngàng hơn về điểm này. Bởi vì trong phạm vi bài học thì niết bàn chỉ có một pháp thôi, thật ra giảng rất là ngắn, mà cái cách giảng ngắn đó nó cũng có thể sẽ khiến cho cho chúng ta có nhiều ngộ nhận lắm. Mà ngộ nhận cái gì thì không đến nỗi, nhưng mà ngộ nhận mà niết bàn có vấn đề lớn thưa quý vị. Khi mà chúng ta học Phật pháp ở những ngày mai này thì chúng ta sẽ tập trung bàn về đề tài này. Thì ở trong cái phần này, phần đó chúng tôi sẽ có ba phần. Phần đầu á là chúng tôi sẽ trình bày, và rồi tiếp theo đó nó có một phần chúng tôi sẽ thỉnh thượng tọa Từ Siêu, và rồi chúng tôi cũng sẽ trở lại. Nhưng mà chúng tôi hy vọng rằng với cái sự chuẩn bị đây đó, thì ngày chủ nhật quý Phật tử sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi chúng ta học về niết bàn. Không phải là thắng pháp nói về niết bàn khác với kinh Tạng, không phải như vậy, nhưng mà có nhiều cái khía cạnh mà trong thắng pháp đó có thể làm cho các vị ngộ nhận. Dạ, làm được không? Chúng tôi lấy một cái ví dụ là có những vị học Phật pháp, học thắng pháp thì thời gian dài, khi hỏi niết bàn là gì thì các vị đó, niết bàn là sự chấm dứt tất cả. Dạ. Cũng như người ta nói con đường cùng, cái chữ cùng có nghĩa là không còn đi được nữa, thì cái cùng đó, nó không phải là một con đường hay một con đường mới, mà nó chỉ là chấm dứt tất cả. Rồi hỏi là như vậy mình tu đến chỗ chấm dứt tất cả trở thành hư vô, thì bị nó là đúng như vậy, thì cái trả lời rất là nguy hiểm. Dạ. Cái đó là cái rất là nguy hiểm. Nên chúng ta rất cần để có một buổi để thảo luận về đề tài này, và thảo luận một cách nghiêm túc, chứ không phải là chúng ta ngồi xuống để mà mình nói cho nó qua chuyện, hay là mình né tránh. Chúng tôi nghĩ là khi mình học Phật pháp, bất cứ đề tài nào thì chúng ta cũng nên nhìn thẳng vào, đối diện. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình phải bênh vực cho quan điểm này, mình phải biện hộ quan điểm kia, hay là cái nào mình thích hay cái nào mình không thích. Cái nào mà mình rõ biết là rõ, cái nào tồn nghi, nhận nó là tồn nghi. Nhưng mà chúng ta phải có cái cơ sở. Và chúng tôi cũng thưa quý vị là ở trong cái thế giới Phật học, niết bàn hay là niết bàn là một đề tài bị tránh né rất là nhiều, và kể cả chư tăng Nam Tông và Bắc Tông. Và cũng nên có một lần chúng ta cùng nhau ngồi xuống để trải lòng mình ra, để mình học coi đề tài đó đó được nói như thế nào ở trong kinh điển. Không có lý do gì mà chúng ta là người Phật tử tu tập theo Phật và Đức Phật, ngài nói là niết bàn là cứu cánh, mà chúng ta quan niệm một cách hời hợt, cách mơ hồ, nghĩ ô mình không nên hiểu, hay là nó phải thế này phải thế kia. Chúng ta thử trải lòng ra để mà học, để mà nhìn điều đó một cách tương đối là cởi mở. Đâu ai bắt chúng ta phải hiểu đâu. Ngài Gopala Rahula, ngài nói rằng bắt buộc mình phải tin một điều mà cái lý tính mình không có chấp nhận đó, thì đó là một thái độ chính trị chứ không phải thái độ trí thức. Người có trí đó là mở lòng và có thái độ rất cởi mở để nhận định từ một góc cạnh là mọi sự vật đều nên có thể thảo luận một cách hợp lý, có thể hiểu biết một cách chân thực, chứ không phải là chúng ta né tránh hay là chúng ta có tác cách miễn cưỡng. Thì thưa quý vị, chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp của Đa Đa Ma ở tại đây. Và
tuần chủ nhật này chúng ta học về Niết Bàn. Niết Bàn, do đó ngày mai này chúng tôi cũng sẽ có một cái buổi sinh hoạt đặc biệt để nói về Niết Bàn. Rồi chúng ta không có cái chương trình học Phản ngữ tuần này. Xin được kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy.